Xin chào các bạn, mình có là một kênh YouTube mới có tên là Đỗ Hoàng Hải, chủ yếu nói về thuốc á. Cho nên là các bạn nếu mà yêu quý mình và muốn học thêm về thuốc thì các bạn có thể đăng ký kênh YouTube mình và bấm chuông cũng như chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Đây là trên YouTube và mình sẽ gõ kênh Đỗ Hoàng Hải vào. Thì nó sẽ hiện lên là đầu tiên là cái kênh của mình đây, nhưng mà các bạn nhấp vào bộ lọc này, các bạn ấy vào kênh. Nó sẽ hiện lên đây. Kênh này có tên là Đỗ Hoàng Hải, đây là kênh của mình nè. Đó, các bạn sẽ kích vào đây thì có sẽ phần đăng ký, đây chủ yếu là nó nói về thuốc đây, nó rất là nhiều thuốc ha các bạn ha. Video thì rất là nhiều, các bạn có thể học, bắt đầu học thuốc từ thuốc phát tán phong hàn đến phát tán phong nhiệt, xong đến thuốc làm cho mửa, hay gọi là tiếp theo là đến thuốc tả hạ. Và cái kênh này thì chủ yếu mình sẽ đăng video thường xuyên, ngày nào mình cũng sẽ đăng video, và về sau mình sẽ hướng dẫn đến cái phần thu hái thực vật dược, thu hái chế biến, và nó sẽ có mặt vị thuốc và nhận biết vị thuốc luôn. Nếu các bạn yêu quý mình ấy thì cố gắng đăng ký giúp mình với nhá. Mình sẽ cố gắng làm những video thật là hay để cho các bạn học. Cảm ơn các bạn.